Hello, xin chào mừng anh chị em quay trở lại kênh video của siêu thị ô tô Thủ Đức và em là Đức Hưng. Địa chỉ bên em Hưng là 389 quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức. Siêu thị ô tô Hà Nội 389. Bên em Hưng là trung tâm chuyên mua và bán các dòng xe nước, xe đa và sử dụng và có cam kết cho anh chị em về chất lượng xe. Như cam kết là xe không cứng đụng, không ngập nước, máy số engine, pháp lý xe tên rõ ràng và không phản nguội nha. Hiện tại thì bên em Hưng đang còn thu mua rất là nhiều các dòng xe. Anh chị em nào có nhu cầu cần đổi xe, có nhu cầu cần bán xe thì cứ liên hệ Hưng sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh chị em, định giá cho mọi người nha. Thì bên cạnh đó thì em Hưng cũng có hỗ trợ anh chị em là tất toán cà vẹt trong ngân hàng nè, để lấy cà vẹt ra để bán xe, đổi xe. Hoặc là anh chị em nào mua xe có nhu cầu cần hỗ trợ trả góp, em Hưng sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh chị em về lãi suất, quy trình cũng như là về thủ tục giấy tờ nha. Ok, và trong clip ngày hôm nay thì em Hưng muốn giới thiệu với anh chị em một mẫu xe MVP, một làn gió mới ha, trong dòng chuyên cơ mặt đất mọi người. Xe vừa mới lên showroom luôn, em Hưng muốn quay trực tiếp cho anh chị em cùng xem nha. Với chiếc xe này thì anh chị em có thể là sở hữu tiết kiệm đâu đó là so với thời điểm này nha anh chị là hơn 100 triệu. Còn nếu so với thời điểm sau khi hết chương trình giảm thuế trước bạ thì anh chị em tiết kiệm được đâu đó gần là 150 triệu nha mọi người. Thì trước mắt anh chị em đây là mẫu xe Hyundai Custin phiên bản là 2.0 cao cấp nhất nha. Thì phiên bản Custin này nó có 3 bản là bản 1.5 tiêu chuẩn, 1.5 đặc biệt và bản 2.0 cao cấp. Thì đây là phiên bản cao cấp nhất nha mọi người. Được trang bị động cơ là turbo, dù tiết kiệm nhiên liệu mà vậy dù rất là khỏe khoắn khi chúng ta cần thiết nha. Rồi thì với chiếc xe này chạy mới có lướt mới 17.000 km thôi, sản xuất đời 2023. Thì anh chị em nào đang quan tâm mẫu xe Hyundai Custin cần muốn tiết kiệm một khoản tiền để làm nhiều việc khác thì chị em có thể tham khảo chiếc xe này. Xe gần như là mới, sườn zin quanh xe và km em Hưng là bao cho anh chị em là km chuẩn nha. Và số tiền anh chị em bỏ ra đôi trước đâu đó tầm khoảng là 350 là có thể nhận được xe rồi. Thì anh chị em nào quan tâm mẫu xe Hyundai Custin ha, đang tìm hiểu mua xe mới thì để tham khảo qua chiếc xe lúc em hơn, tiết kiệm được đâu đó khoảng hơn 100 triệu thì rất là nhiều chị nha. Thì xong rồi có nhu cầu cần tư vấn thì liên hệ em hơn. Bây giờ anh chị em nào quan tâm thì cùng theo chân hết video này nha. Ok, và đây là chiếc xe em Hưng muốn giới thiệu với anh chị em nha, Hyundai Custin 2.0 Turbo sản xuất đời 2023 nha mọi anh chị em, bản cao cấp nhất luôn. Em phải đi dòm cho anh chị em cùng xem tổng thể chiếc xe nha. Xe vừa mới về hôm qua nha, hôm nay chỉ cần là rửa nước lã, đánh bóng sơ bộ là có thể đưa lên showroom rồi anh chị em à. Xe thì sơn zin là còn cực kỳ đẹp luôn. Đấy, em phải đi dòm cho anh chị em cùng xem về tổng thể chiếc xe nha. Đây là một mẫu xe MVP, một làn gió mới anh chị em, trong những chiếc xe gọi là chuyên cơ mặt đất nha. Để phục vụ cho hiện giờ đây là xu hướng anh chị em, phục vụ gia đình nè, cũng như là phục vụ cho công việc kinh công ty anh chị em, dùng để đưa đón chuyên gia nước ngoài hoặc là đưa đón sếp rồi anh em. Bởi vì sao? Bởi vì cái mức giá thành rất là hợp lý, cũng như đó là những cái trang bị option anh em. Có thể là nó trang bị những cái option có thể không bằng những mẫu xe châu Âu, nhưng mà có thể là đáp ứng được đủ nhu cầu của anh chị em với một cái mức giá cực kỳ hợp lý nha. Chiếc xe này hiện tại thì nó đang là cùng phân khúc cạnh tranh với lại là Toyota Innova Cross nha anh em. Đấy, bình thùng thẳng tắp nha mọi người, cực kỳ đẹp luôn. Xe này là sơn zin là quanh xe nha. Em không dám cam kết cho anh chị em là 100% nha, nhưng mà 96% đấy, cỡ đó mọi người. Ok chưa? Chiếc xe này thì gần như là xe mới nha. Tại vì ngày xưa hồi xưa em Hưng anh chị em đã làm trong hãng rồi nha. Có những xe nó về nó có thể xuất sắc tí nha, cũng có dặm sơ qua nha. Nếu như thực sự nói trong hãng mà 100% đó là sơn zin thì thực sự là có thể là chưa phải là nhận định chính xác đâu nha. Rồi, về trang bị option thì em Hưng sẽ đi sơ bộ cho anh chị em cùng xem ha. Thì chiếc xe này nó có những cái option gì đặc biệt các em chị, em nghĩ là chị em cũng có tìm hiểu rồi. Nhưng mà mình cứ tham khảo sơ bộ qua những chị em nào nhiều khi là chưa có tìm hiểu mẫu này. Nên tìm hiểu Kia Carnival thì cũng nên tham khảo qua chiếc này nha. Đây như thế này. 3 đời sóc là cực kỳ liền lạc nha. Đây chúng ta sẽ có một cái đèn chiếu sáng là đèn full LED nha, đèn full LED nha mọi người ạ. Rồi chỗ này sẽ có cái đèn xi nhan là nằm phía dưới này nha. Rồi mặt ga lăng rất là to bản nha, thiết kế mới của Hyundai mọi người ạ. Có trang bị là cảm biến trước nè, camera là 360 độ nha, và một cái dòng cron chạy xuyên suốt mặt ga lăng ha, rất là sang trọng luôn. Đấy, phía dưới này chúng ta còn có một cái gọi là radar mà nha, radar này dùng để hỗ trợ cho anh chị em là chức năng là bám đuôi ha và phanh khẩn cấp. Ở phía này sẽ có một cái radar hồng ngoại hỗ trợ là cảnh báo lệch làng và chế độ chạy ADAS và chế độ tự động nha. Đấy. Rất là mượt mà mọi người, rất là mượt mà nha. Rồi, xe thì anh chị em bảo đảm anh chị em là xe không khác gì xe mới cả nha. Chúng ta tiết kiệm đâu đó vài trăm triệu là chuyện rất là bình thường. Rồi trong một cái la răng kim nhôm phay, la răng này kích thước là để coi em theo xem. Kích thước la răng này là 18 inch nha. 18 inch thành ra là cũng khá là to bản, này nó ngang với Honda CRV nha. To bản đầm chắc nè, nhưng mà cái bố nó cũng vừa vậy em. Cái bố nó cũng dày ha. Ví dụ như 19-20 đó thì cái bố nó hơi mỏng, nhưng mà 18 inch thì ngang với CRV rất là ok. Cái bố nó mỏng lắm mọi người. Rất là ngon nha. Rồi. Đây, tem tiết đồ là còn nguyên zin hết nha mọi người ạ. Đấy, nguyên zin hết. Chúng ta sẽ ngó qua gầm bệ nha. Nói chung là xe này thì những chiếc xe lướt bây giờ thì nó rất là mới thôi. Cơ bản là em Hưng chỉ quay cho anh chị em ở xa có đánh giá được chiếc xe sơ bộ ha, sơ bộ tí. Rồi anh chị em có thể sắp xếp đến xem xe thực tế này. Phía dưới này chúng ta sẽ có một cái ốp nhựa đen trên cửa nha. Như ốp nhựa đen này thì cũng được hãng là có dập vân ha, vân hình thoi rất là đẹp này. Để xuyên suốt cả xe. Rồi. Trên xe, trên bình xe có những cái đường dập vân anh chị em ha. Những dập vân nó rất là nét nha, rất là nét mà rất là đẹp. Để tạo được cái điểm nhấn cho xe của chúng ta. Gương chiếu hậu chỉnh gập điện, tích hợp đèn báo rẽ nè và lóc cửa tự động là gập gương nha. Có tích hợp là cảnh báo điểm mù trên gương nữa. Rồi chân kính, thì sẽ có là ốp inox toàn bộ này. Tay nắm thì cũng có thêm những cái điểm chi tiết mạ chrome hình thôi nha. Tạo chúng ta cái cảm giác nó giống như là kim cương, ốp kim cương đó mọi người, ốp đá, giống như ốp đá vậy đó ha, rất là đẹp. Đây có một cái nút tay bấm thông minh. Ok, em Hưng sẽ quay cho anh chị em xem sơ bộ về chỉ chiếc đồ ha. Đây rất là đẹp. Đấy. Anh chị em xem nội thất nó như mới như thế này. Chiếc xe chúng ta tiết kiệm được 100 triệu mà nó không khác gì xe mới cả. Thời điểm này mà để kiếm 100 triệu thì rất là khó nha. Đặc biệt là với anh chị em mà dịch vụ mà nói là xe này tiết kiệm 100 triệu để mua xe mới, thật sự là nhiều khi anh chị em chạy cả năm luôn chi phí này nọ chưa tiết kiệm được 100 triệu. Em Hưng dám cá luôn. Đấy, đó là mình nói là về xe nha. Ví dụ như là những nguồn thu nhập khác thì mình không nói nha. Đấy, đèn nền rất là đẹp này. Vô lăng ghế ghét đồ ha, này mình xem sơ bộ ra mọi người nha. Thì chút xíu nữa em Hưng sẽ quay chi tiết lại sau nha. Đây, nội thất anh chị em. Thật sự là không có gì để chê nha. Quá mới luôn. Nghe mùi thơm của mùi da nha, mùi nhựa mới mọi người. Đấy, ghế là chỉnh điện luôn nha, giống y chang là Kia Carnival bản Signature luôn nha. Đấy là sẽ ghế chỉnh điện này, có cả đỡ đùi nha mọi người. Nhưng mà cái kích thước của chiếc Custin thì nó sẽ là nhỏ hơn so với lại Kia Carnival về cái khoang trong ha, nhỏ hơn tí. Nhưng mà nói chung là cái giá nó lại mềm rất là nhiều ha, mềm rất là nhiều nha mọi người. Ok, đây cũng là một sự đánh đổi nha. Đấy, cùng một cái cửa sổ trời toàn cảnh này, nhưng mà cửa sổ này thì chỉ có là đóng mở rèm thôi chứ không có mở cửa sổ được nha. Ok. Cái này đóng cửa đâu nha. Nó chỉ có một cái nút này. Cái cần gạt anh không có nút bấm ở trên cửa mọi người. Cái xe này nó cũng rất là mới mẻ với em Hưng luôn chị em. Rất là mới mẻ luôn, tại vì sao? Nó nghĩa là hôm trước là em Hưng cũng có một chiếc xe 2024 thì đã bán rồi. Đã bán một 2024 chạy 2.000 cây đã bán rồi. Thì hôm nay là cái này về chiếc này là chiếc thứ hai thôi, thành ra là mình cũng chưa có kịp tìm hiểu. Chiếc kia vừa về là bán ngay, thành ra là chiếc mình chưa kịp tìm hiểu luôn. Đấy, nó có những chức năng thế nào, chức năng ẩn đồ mọi người. Thì nhiều khi là chỉ có những bạn sale của hãng thì có thể là tư vấn anh chị em về chức năng thôi. Còn đây em Hưng bán xe cũ thì cơ bản em Hưng sẽ giới thiệu anh chị em những cái chức năng cơ bản, những chức năng mà có thể em Hưng có thể là nhìn thấy được ha, kinh nghiệm của mình là có thể nhìn thấy được. Nhưng mà về tính năng ẩn hay nọ thì nhiều khi là em không rành lắm ha. Tuy nhiên anh chị em nào mà có gì có thể là đóng góp ý kiến đây là bình luận bên dưới cho em Hưng. Ví dụ như là cái cửa đó nó có chức năng này, hay là cái xe này nó có sử dụng app hay là gì đó thì em cũng không rành luôn mọi người ha. Ok, cảm ơn trước mọi người nha. Rồi về phía sau xe trang bị là một bộ đèn led rất là đẹp, đèn led định vị trải dài ha, trải dài cả đít xe luôn. Đấy, và chúng ta sẽ có là camera lùi cấp điện nha, một cái cấp điện. Đây, chủ xe đã lót toàn bộ lót sàn 5D hết rồi ha, đã lót sàn 5D hết rồi. Ghế sau là mới tinh như chưa người ngồi luôn mình ạ. Anh chị em để ý này, cái xe này á, nếu mà chở đủ người thì vẫn có một khoảng hành lý để được đây. Theo em hơn để, nếu anh chị để là được khoảng là 2 cái vali nhỏ nha, khoảng được 2 cái vali nhỏ, hoặc là anh chị em xài những cái túi quần áo á, túi sách ba lô quần áo thì để nó sẽ được nhiều. Còn nếu vali chỉ để được 2 vali nhỏ thôi. Còn nếu mà anh chị em có nhu cầu mà chở đồ anh chị em thì mình xác định là mình phải gập ghế lại nha, gập lại như thế này thì anh chị em có thể là chở đồ ha, chở đồ thoải mái hơn. Đấy, bắt buộc phải mất một chỗ ngồi đi. Phía sau thì ngồi 3 người thì mình mất một chỗ ngồi đây, mình ngồi 2 người. Ok. Rồi. Em hơn thì khi giao xe cho anh chị em sẽ dán tem bảo hành ở những vị trí như là ốc cốp nè, ốc 2 cửa trước nè, ốc 2 cửa sau nè, ốc cabo, ốc mặt máy, ốc chân máy, ốc xương trước nha. Cam kết cho anh chị em về cứng đụng ngập nước, máy số nguyên zin ha, pháp lý sang tên rõ ràng. Anh chị em là cứ yên tâm ha, mua xe em hơn cứ thoải mái, đây minh bạch, và thực sự là nói là công ty em Hưng là rất là tử tế mọi người. Cái gì nó đúng là đúng, cái gì nó sai là sai, mình không có phải là mình chối bỏ trách nhiệm hoặc là mình đùng đẩy nha. Đấy, nhưng mà cơ bản là phải hợp lý nha mọi người, đúng ha, đúng nha mọi người. Đấy, anh chị xem ghế ghiết đồ cực kỳ mới này. Ở trên đây còn có những có nhớ vị trí ghế lái này, để có nhớ vị trí ghế ngồi, xin lỗi, và trở về vị trí cũ này mọi người, bấm một lúc là tự động nó trở về vị trí cũ nè. Bấm như luôn nha. Chắc phải nổ máy hay sao đó, em cũng chưa có sử dụng nha. Ok. Cái này bấm để chạy ra chạy vô. Ok. Ok, hiểu rồi đấy. Rồi, lót sàn này rất là thơm, rất sạch sẽ, đẹp vô cùng mọi người ạ. Cái này nó một cái khuyết điểm em Hưng thấy là nó thiếu một cái nút bấm ở trên cái cột B, giống như là Sedona hoặc là Carnival vậy ha, nhiều khi muốn bấm một cái để đóng cửa luôn thì lại không được. Đây. Chủ xe đã dán PPF nè, dán PPF nè, dán PPF toàn bộ xe nha. Đây nè, chỗ hai bước lên bước xuống chì nè. Đấy là cũng dán luôn nè, dán sẵn luôn nha. Đấy, rất là kỹ mọi người ạ. Ghế phụ này, căng đét, gần như là chưa có người ngồi luôn, rất là mới nha. Đấy, ghế phụ là ghế chỉnh điện luôn. Chúng ta sẽ có là chúng ta đèn led rồi đó, rất là đẹp ha. Này anh chị em, rất là kỹ, là những cái chỗ mà hốc mà ngón tay cào vào á là chủ xe đã dán rồi, dán đề can cả hết rồi nha. Ok, bây giờ chắc chúng ta sẽ qua bên ghế tài để tham quan một vòng ha. Đăng kiểm này còn dài nha mọi người, đăng kiểm này còn tới 2026. Ok, và đây là chìa khóa chúng ta mọi người, chìa khóa này cũng bình thường ha, có anh chị em nhìn qua cái này không biết thấy không ha, để chủ xe cũng kỹ, rất là bột da lộn nè, da ha, da thật luôn mọi người. Rồi có thằng này là nó có đề nổ từ xa ha, có mở cửa bên trái, mở cửa bên phải nè. Còn đề nổ từ xa thì như thế nào thì em không biết ha, chắc là không có nha. Mở cửa, đây là mở cửa mọi người, mở cửa bên trái, bấm nút là tự động mở cửa nha, mở cốp nè, lóc cửa nè. Không có chức năng để nổ từ xa ha, là em cũng chưa biết nút bấm. Ok rồi, đây là màn hình, là màn hình hiển thị tốc độ, là toàn bộ là màn hình LCD cả nha mọi người. Đấy, chúng ta sẽ ô tô là 17.619 km nha, có chế độ chạy là ADAS này. Xe được trang bị là có lẫy số thể thao nha, có đèn tự động, có gạt mưa tự động nha, vô lăng dạng đê kích nè, đây đê kích là vô lăng kiểu như xe đua mọi người. Rồi chúng ta sẽ có chế độ chạy ADAS nè, bám đuôi ha, ADAS nè, bám đuôi, roll control ga tự động nè, Đây chúng ta sẽ có nghe thoại rảnh tay, tăng giảm âm lượng nha. Và những cái chi tiết da, sườn da cốc thì không khác gì xe mới cả nha. Rồi phía này chúng ta sẽ có một cái gương chiếu hậu chống chói cơ. Gương chiếu hậu chống chói cơ mọi người. Lâu lắm rồi mới thấy trên những chiếc xe như thế này luôn. Rồi chị em để ý này, cái dàn tắp lô ha, bằng nhựa nhưng mà nó dập, nó sơn cái gì đó cho em nghĩ là sơn giống như là sơn nhúng đó mọi người. Nó giống như là vương, giống như vương vải ha, nhìn nó rất là sang ha. Còn trên này thì vẫn là da, vẫn là da. Rồi chúng ta sẽ có một cái màn hình, rất là to, cỡ iPad á, iPad là 11 inch đó mọi người. Để có cảnh báo tốc độ nè, có cảnh báo biển báo rồi nọ luôn, rồi phạt nguội rồi nha. Đấy, nó sẽ có hiện hết ở đây. Rồi có camera 360 độ nha mọi người. Cái này nó hơi kỳ tí là nó sao ngộ nha. Cái camera 60 nhưng mà nó chỉ mở khi chúng ta bật chế độ là lùi xe thôi. Khi chúng ta lùi xe thì sẽ tự động là mở camera 360 độ và cho anh chị em là có thể là quan sát ha. Đấy, bên phía sau nè, mở luôn camera 360 để anh chị em có thể là bấm cái này để xem hai bên. Còn như là mình không thể, khi xi nhan thì nó không có hiện lên giống như những mẫu xe như là Tucson hoặc là Santa Fe đồ ha. Đấy. Ở đây chúng ta có nhớ vị trí ghế lái nha anh chị em, rất là đẹp nè. Và những cái chi tiết chỗ này em thường thấy rất là ok nha, nhìn nó rất là ngầu này. Cả cái đồ khóa mà phải mở cửa mà cũng dán PPF đó mọi người. Dán hết rồi, rất là kỹ nha. Thành ra là những chi tiết này vẫn còn rất là mới nè. Đây đã dán hết rồi, nha. Đấy. Ok. Rồi có hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto. Cái này chắc là nhờ anh chị em về nghiên cứu giúp em Hưng nha. Ok, giống mày bát quá. Rồi, ở phía này chúng ta sẽ có một cái cổng USB nè để cắm Apple CarPlay, Android Auto ha, và sạc pin không dây nha. Sạc pin không dây ở đây. Ở đây chúng ta sẽ có cần số nút bấm ha. Đây. Em ơi rồi để ý nữa, ở đây nó có một cái tay nắm này. Tay nắm này rất là ok dành cho người ghế phụ anh chị em, ngồi ghế phụ nha. Đấy. Mà cái tay nắm này thường á, dành cho giống như là chạy lạng lách, chạy nhanh vậy đó, chạy thể thao đó. Rồi chúng ta sẽ có là cường số nút bấm nè, giống như những mẫu khác của Hyundai mới đây. Chúng ta sẽ có phanh tay điện tử, có auto hold và có drive mode anh chị, drive mode chế độ thể thao nè, chế độ thoải mái nè, chế độ tiết kiệm nhiên liệu nha, chế độ lái thông minh nữa, là có 4 chế độ lái tổng cộng nha mọi người. Một cái tủ tì tay rất là to bản. Ok. Rồi về trang bị an toàn thì xe có trang bị là 6 túi khí an toàn nha, gói an toàn chủ động Smart Sense nè, để phanh khẩn cấp, rồi cảnh báo tiền va chạm, rồi hỗ trợ khi vượt cản, có vượt cản khi lùi xe, rồi cảnh báo điểm mù, đầy đủ hết nha. Ok, bây giờ mình sẽ cùng ra ngoài tham quan cái khoang máy một tí nha. Ok, và đây là khoang máy của chúng ta nha. Xe trang bị động cơ là Smart Team 2.0 Turbo. Chúng ta có chân máy. Chân máy đây. Em ơi, khi giao xe em sẽ dán tem bảo hành cho anh chị em những vị trí này nha. Chân máy nè, mặt máy nha, cabo nè. Đây, chỉ chiếc rồi là chuyên chuyên nha. Bao cho anh chị em là chích test thoải mái luôn. Em ơn vẫn cam kết chấp đồng mua bán cho anh chị em là sau khi anh chị em chết nha. Đấy, anh chị em mà nếu mà về phát hiện ra em không đúng như cam kết cho anh chị em á, là có cứng đụng, ngập nước, máy số không nguyên zin, mang lại đây bên em Hơn sẽ trả lại đủ tiền cho anh chị em luôn. Đấy là và sẽ tặng cho anh chị em là thay nhớ trước khi giao xe, cũng như chiếc xe này cũng còn chính hãng tới 2026 á. 2026 như là 3 năm hay 5 năm thì cái này chắc là để em nghiên cứu lại. Đấy, nhưng mà nói chung là còn bảo hành chính hãng thì anh chị em phải vào hãng để bảo dưỡng nha. Rồi xin nhắc lại là sẽ dán cho em toàn bộ xe, cam kết cho anh chị em về chất lượng xe, thay nhớ trước khi giao xe cho anh chị em. Ok. Ok, và hiện tại thì bên em Hưng đang chào bán mẫu xe Hyundai Custin phiên bản 2.0 cao cấp này, sản xuất đời 2023, mới chạy lướt 17.000 này với giá bán chỉ có là 910 triệu nha anh chị em. Giá niêm yết của mẫu xe này là 950 triệu và chưa bao gồm lăn bánh nha. Thì hiện tại đang giảm thuế trước bạ thì như em Hưng được biết thì anh chị em lăn bánh đâu đó sẽ rơi vào khoảng là 1 tỷ 030 triệu, 30 hoặc 20 gì đấy, về tỉnh hoặc về thành phố nha. thì coi như là tiết kiệm nào đó khoảng là hơn 100 triệu so với anh chị em đang bán xe mới. Còn nếu như sau hết chương trình của nhà nước hỗ trợ thuế trước bạ thì anh chị em sẽ bỏ ra số tiền rơi tầm khoảng là 1 tỷ 080 triệu, thì đâu đó thì chiếc xe này chúng ta lại tiết kiệm được khoảng là 150. Thì anh chị em nào cảm thấy mà chúng ta mua chiếc xe gần như xe mới, tiết kiệm đâu đó là khoảng hơn 100 triệu là hợp lý, thì anh chị em liên hệ em Hưng. Vâng sẽ hỗ trợ tư vấn thêm cho anh chị em về xe, cũng như là về nếu anh chị em có nhu cầu còn hỗ trợ trả góp thì chuẩn bị giúp đâu đó tầm khoảng là 350 triệu trở lên, khoảng 350 tới 400 triệu nha. Tầm như đấy là anh chị em có thể sổ được chiếc xe Hyundai Custin đời 2023 siêu lướt này thôi. Cảm ơn quý anh chị em đã theo dõi video, và nếu có góp ý kiến gì thì liên hệ hơn hoặc để bình luận bên dưới. Cần tư vấn có lẽ là cứ liên hệ hơn thoải mái, không vấn đề gì cả nha. Cảm ơn quý anh chị em đã theo dõi video, và đừng quên cho em xin một lượt like cũng như một lượt đăng ký kênh để cập nhật những mẫu xe mới về bên Hơn.